Chào các bạn, sau chiến thắng đậm 5-2 của Sài Gòn FC trước ứng cử viên vô địch Hà Nội, huấn luyện viên Phan Văn Tài em đã tiết lộ học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ World Cup 2018. Ở vòng 14 Phoenix với trận đấu chiều Chủ nhật, Sài Gòn FC đã tạo nên một bất ngờ lớn khi nhấn chìm Hà Nội FC với tỷ số 5-2. Ở trận đấu chiều ngày hôm qua, Da Silva đã đóng góp 4 bàn trong chiến thắng đậm của Sài Gòn FC. Bàn còn lại của đội chủ nhà được ghi do công của Quốc Phương, trong khi đó Oceni và Quang Hải là những người ghi bàn cho đội khách. Phát biểu với báo chí sau chiến thắng đậm của Sài Gòn FC trước ứng cử viên vô địch Hà Nội FC, huấn luyện viên Phan Văn Tài em tiết lộ mình đã học hỏi được những kinh nghiệm từ việc theo dõi trận hòa giữa Iceland và Argentina ở World Cup 2018. Tôi có xem trận đấu giữa Argentina và Iceland tại World Cup 2018. Tôi thấy câu lạc bộ Hà Nội là một đội bóng mạnh như Argentina vậy, còn chúng tôi chỉ là một Iceland ở dưới cơ. Lối đá của Iceland là phòng ngự số đông và phản công nhanh. Tôi cũng đã học hỏi lối chơi này và áp dụng cho các học trò ở trận đấu với câu lạc bộ Hà Nội ngày hôm nay. Quả nhiên điều này đã phát huy tác dụng. Với việc ghi tới 4 bàn thắng vào lưới của Hà Nội FC, tiền đạo Da Silva của Sài Gòn FC trở thành cầu thủ thứ hai ở mùa giải năm nay ghi được 4 bàn vào lưới đối thủ sau Tiến Linh của B Bình Dương. Sau màn trình diễn ấn tượng vào lưới của Hà Nội FC, tiền đạo Da Silva đã nhận được những lời khen ngợi của huấn luyện viên Tài Em. Cựu đội trưởng của đội tuyển Việt Nam thừa nhận, nếu tiếp tục thi đấu thăng hoa như thế này, Sài Gòn FC sẽ không phải đối mặt với việc phải trụ hạng. Sài Gòn hôm nay đã thi đấu quá xuất sắc, nếu chúng ta đá như thế này ở lượt đi thì đâu có thể đến nỗi ở nửa dưới của bảng xếp hạng như vậy. Đặc biệt ngoại binh Da Silva đã có màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn với một cú poker bàn thắng. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Phan Văn Tài em cũng đánh giá cao sự trở lại của Ngọc Duy trong lối chơi của đội bóng. Huấn luyện viên Tài em đánh giá Ngọc Duy trở lại giúp lối chơi của Sài Gòn FC trở nên khởi sắc hơn. Ngọc Duy sau khi trở lại vẫn thể hiện vai trò nhạc trưởng của mình. Anh là người có ảnh hưởng lớn tới lối chơi của câu lạc bộ Sài Gòn. Việc Ngọc Duy trở lại giúp đội bóng của chúng tôi chơi khởi sắc hơn. Với một chuyến làm khách của Sài Gòn FC ở vòng 14, Hà Nội FC của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã khởi đầu cũng không phải là tệ khi tiền đạo Oceni đã mở tỷ số trước cho đội nhà ngay từ phút thứ 4. Với bàn thắng này, người hâm mộ và giới chuyên môn trong nước đã nghĩ về một chiến thắng dễ dàng cho thầy trò huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trên sân Thống Nhất, bởi Sài Gòn FC có một thành tích thi đấu khá tệ ở thời gian qua. Tuy nhiên tất cả đã nhầm, bởi bàn thắng của Hà Nội FC như chạm vào lòng tự ái của thầy trò huấn luyện viên Phan Văn Tài em. Sang tới phút thứ 6, từ một cú dốc bên cánh trái, Quốc Phương đã đột nhập khu cấm địa rồi tung cú sút chéo góc, san bằng tỷ số cho đội chủ nhà. Bàn thắng của Quốc Phương giúp cho cầu thủ Sài Gòn FC thi đấu tự tin hơn. Dù không tạo ra quá nhiều tình huống nguy hiểm về phía khung thành đội khách, nhưng Sài Gòn FC là đội biết tận dụng cơ hội tốt hơn. Và phút thứ 28, từ một tình huống đá phạt của đồng đội, Da Silva có tình huống bật cao đánh đầu, ghi bàn giúp Sài Gòn FC vươn lên dẫn trước 2-1. Và những phút sau đó, Da Silva liên tiếp ghi bàn cho Sài Gòn FC và nâng tỷ số lên chung cuộc 5-2, đánh bại Hà Nội FC, một ứng cử viên vô địch năm nay, với thành tích bất bại ở lượt đi. Các bạn, trận đấu thứ hai liên tiếp thất bại đương nhiên không có gì là ngạc nhiên với Hoàng Anh Gia Lai, và cái cách mà Công Phượng cùng các đồng đội đánh rơi điểm cũng không có gì là mới dù trên khán đài có huấn luyện viên Park Hang-seo. Sau 13 vòng đấu, phong độ của Hoàng Anh Gia Lai như đã từng khẳng định là khá tốt so với những gì mà đội bóng này từng có trong vài năm trở lại đây, khi kết thúc lượt đi đang tạm đứng ở khu vực giữa bảng xếp hạng. Và thành tích này đương nhiên có nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất, hàng công của Hoàng Gia Lai đã chơi khởi sắc hơn rất nhiều so với quãng thời gian tương tự ở mùa trước. 16 bàn thắng mà Hoàng Gia Lai có được đến lúc này thực sự là một nỗ lực rất lớn của đội bóng phố núi trong bối cảnh mua nhầm ngoại binh. Chưa nói tới việc đã có thời điểm khá dài Công Phượng đã đánh rơi phong độ để không giúp gì nhiều cho đội nhà. Những nỗ lực của hàng công Hoàng Gia Lai cho đến lúc này rất đáng ghi nhận, để sau 13 vòng đấu, Công Phượng, Minh Vương hay thậm chí là Xuân Trường đang lọt vào top những cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất Phoenix 2018. Dù đã khởi sắc và việc Công Phượng đã chăm chỉ ghi bàn trở lại có thể là điểm sáng dành cho đội bóng phố núi, nhưng để hài lòng e rằng là không thể, khi thực tế Hoàng Anh Gia Lai cũng là một trong số các đội bóng phung phí cơ hội bậc nhất giải đấu. Khi hàng công vẫn chơi chưa đúng sức,
khi vẫn tỏ ra lỡ vô số những cơ hội ngon ăn để gián tiếp khiến Hoàng Anh Gia Lai chưa thể bật lên quá xa so với những gì mà người ta kỳ vọng, thì hàng thủ của đội bóng phố núi thực sự là một thảm họa. Kết thúc lượt đi, Hoàng Anh Gia Lai để lọt lưới tới 22 lần và phong độ thảm họa này chỉ hơn đúng đội chót bảng là Nam Định và ngang bằng với câu lạc bộ Sài Gòn. Đội bóng áp chót đủ để khiến cho đội bóng phố núi khó có thể bay vào. Thực sự không thể bật lên nổi khi hàng loạt các trận đấu của đội bóng huấn luyện viên Dương Minh Ninh đã phải nhận thất bại như đã thấy ở trận thua trước Quảng Nam ở vòng đấu vừa kết thúc, hay mất điểm một cách đáng tiếc dù luôn luôn là đội vươn lên dẫn trước. Hàng thủ của Hoàng Anh Gia Lai mong manh là điều mà cả huấn luyện viên Dương Minh Ninh lẫn giám đốc kỹ thuật Trung Nghĩa Siêng đều biết và nhìn thấy, nhưng gần như không thể vá khi vẫn thiếu điều kiện vừa sai ngay từ thời điểm chuẩn bị cho mùa giải mới. Đội bóng của Bầu Đức không dễ dàng có thể tìm kiếm ngoại bình chất lượng khi điều kiện kinh tế là không phải dư giả như các đối thủ khác. Vinic, và đây là lý do để Kim Jin Seo đến khoác áo Hoàng Anh Gia Lai như một sự chấp vá cho có. Không chỉ khó tìm những ngoại binh chất lượng vì điều đã nói ở trên, việc Đông Triều bị nhốt một thời gian dài trên băng ghế dự bị cũng đã khiến Hoàng Anh Gia Lai mất đi một trung vệ có năng lực so với phần còn lại của đội nhà. Và khi Đông Triều quay lại, khoảng thời gian tìm tiếng nói chung với các đồng đội cũng là chưa đủ để trung vệ này thể hiện được tốt nhất khả năng của mình, khiến Hoàng Anh Gia Lai chưa thể bay cao như Bầu Đức mong muốn. Với một đội bóng mà hàng công vẫn chưa làm tốt công việc, trong khi hàng thủ liên tục mắc sai lầm, thì việc đang đứng ở giữa bảng xếp hạng cũng là không tồi. Và e rằng ở trận lượt về của mùa giải 2018 sẽ khó có thể nói được điều gì với Hoàng Anh Gia Lai. Chào các bạn, trước trận đón tiếp Quảng Nam trên sân nhà tại vòng 13 V-League 2018, ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thừa nhận chưa hài lòng với hiệu suất ghi bàn của các chân sút đội bóng phố núi. Chuỗi 7 trận bất bại tại V-League và 9 trận bất bại trên tất cả các mặt trận của Hoàng Anh Gia Lai đã bị Than Quảng Ninh chặn đứng tại vòng 12 V-League 2018. Trận thua này có phần bất ngờ với người hâm mộ đội bóng phố núi, bởi cách đây không lâu chính Hoàng Anh Gia Lai đã đánh bại Than Quảng Ninh với tỷ số đậm 5-0 khi hai đội gặp nhau ở vòng loại cúp quốc gia. Thất bại trước Than Quảng Ninh cuối tuần vừa qua đã khiến cho Hoàng Anh Gia Lai mất vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Hiện tại đội bóng phố núi đã tụt xuống vị trí thứ 6 với 17 điểm trong tay. Trao đổi với báo chí trong nước trước trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Quảng Nam ở trận cuối cùng của lượt đi V-League 2018, ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai thừa nhận chưa hài lòng với hiệu suất ghi bàn của các chân sút đội bóng phố núi. Theo đó, trưởng đoàn của Hoàng Anh Gia Lai cho biết hiệu suất ghi bàn của chúng tôi chưa cao, không phải là không có cơ hội mà là do các cầu thủ chưa thực sự tận tâm tận dụng tốt các cơ hội có được. Trong khi đó, hàng thủ lỏng lẻo và mất tập trung ở một số thời điểm nhất định cũng khiến cho đội phải nhận nhiều bàn thua. Đây là điều mà các cầu thủ cũng như ban huấn luyện cần thay đổi trong thời gian tới. Đánh giá về trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và đương kim vô địch Quảng Nam vào chiều nay, ông Tấn Anh thừa nhận đây sẽ là một trận đấu mở và hấp dẫn khi cả hai đội đều đang quyết tâm khẳng định sự trở lại sau thất bại của lượt trận cuối tuần vừa qua. Tôi cho rằng đây sẽ là một trận đấu mở, hai đội sẽ chơi đôi công với nhau. Quảng Nam hiện tại tuy thi đấu chưa tốt nhưng họ là đương kim vô địch, trong khi câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai được chơi trên sân nhà và cả hai đội bóng đều đang rất khát điểm. Bên cạnh đó, ông Nguyễn Tấn Anh cũng bày tỏ cách sắp xếp lịch thi đấu dày đặc của ban tổ chức ảnh hưởng lớn đến thể lực và lối chơi của các đội bóng. Bên cạnh đó, việc V-League 2018 vẫn thi đấu trong thời gian diễn ra World Cup 2018 khiến ban tổ chức các đội khó có thể thu hút người hâm mộ đến sân để cổ vũ cho các cầu thủ thi đấu. Thật ra, việc sắp xếp lịch thi đấu quá dày trong thời điểm diễn ra World Cup như thế này, tôi cho rằng là điều khá đáng tiếc, bởi điều này sẽ ảnh hưởng đến sự quan tâm của khán giả đến giải đấu cao nhất của Việt Nam. Trước trận đấu với đương kim vô địch Quảng Nam tại vòng 13 V-League 2018, huấn luyện viên Dương Minh Ninh và ban lãnh đạo Hoàng Anh Gia Lai đã đón những thông tin cực vui về lực lượng khi trưởng đoàn của Hoàng Anh Gia Lai thông báo cho biết hậu vệ Kim Jin Seo có thể góp mặt trong đội hình xuất phát trong trận đấu chiều nay sau khi phục hồi hoàn toàn chấn thương. Trong chuyến làm khách của Than Quảng Ninh cuối tuần vừa qua, việc thiếu vắng Kim Jin Seo ảnh hưởng lớn đến hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai,
khi các hậu vệ của đội bóng phố núi không thể theo được các tiền đạo ngoại của đội bóng đất mỏ. Sự trở lại của hậu vệ người Hàn Quốc sẽ giúp hàng phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai chắc chắn hơn và đủ sức bắt chặt những chân sút trên hàng công của Quảng Nam FC. Với sự trở lại của hậu vệ Kim Jin-seo, cùng lợi thế sân nhà, Hoàng Anh Gia Lai được kỳ vọng sẽ giành chọn 3 điểm trước đối thủ để dành tặng các cổ động viên trung thành của câu lạc bộ trong trận đấu cuối cùng của lượt đi mùa giải năm nay.